Phương Tây bất ngờ khi Nga vẫn sản xuất tên lửa KH-101 mới ngay cả sau khi bị cấm vận. Một số tên lửa hành trình KH-101 Nga sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào cuối tháng 10 được sản xuất mới đây sau mấy tháng khi phương Tây áp lệnh trừng phạt nhằm hạn chế Moscow sở hữu chip cho các loại vũ khí công nghệ cao các chuyên gia đã xem xét phần còn lại của các tên lửa hành trình KH-101 ở thủ đô Kiev sau cuộc tấn công vào ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Nga nhằm vào các hệ thống điện và nước của Ukraine. Một trong các tên lửa này được sản xuất vào mùa hè năm nay và một tên lửa khác được hoàn thành sau tháng 9 dựa vào các dấu hiệu trên các vũ khí này. Báo cáo của một nhóm điều tra viên cho biết vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. Việc Nga tiếp tục sản xuất các loại tên lửa dẫn đường tiên tiến như KH-101 cho thấy nước này đã tìm ra cách để nhận được chip và các nguyên liệu cần thiết khác bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc Moscow đã tích trữ lượng nguyên liệu cần thiết. Các phát hiện trên nằm trong báo cáo gần đây của nhóm nghiên cứu vũ khí xung đột, một tổ chức độc lập có trụ sở tại Anh, có nhiệm vụ xác định và theo dõi các loại vũ khí cũng như đạn dược được sử dụng trong chiến tranh. Một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu của tổ chức này đã đến Kiev ngay trước khi các cuộc tấn công diễn ra, theo lời mời của cơ quan an ninh Ukraine. Trong bốn chuyến nghiên cứu tới Ukraine, các điều tra viên thấy rằng gần như tất cả các thiết bị quân sự tiên tiến của Nga đều được chế tạo bằng chất bán dẫn từ phương Tây. Dù vậy, họ không thể xác định liệu những gì còn lại của KH-101 mà họ nghiên cứu là từ các tên lửa nhắm vào các mục tiêu và phát nổ hay nó bị đánh chặn trong khi bay và bị bắn hạ. Các tên lửa KH-101 được đánh dấu bằng một dãy 13 chữ số. Các nhà điều tra cho biết ba chữ số đầu tiên đại diện cho nhà máy sản xuất tên lửa. Ba chữ số tiếp theo cho biết đây là phiên bản nào trong hai phiên bản của KH101 và hai chữ số nữa cho thấy thời gian nó được sản xuất. Năm chữ số cuối cùng được cho là số Siri và lô sản xuất tên lửa. Piotr Putovsky, nhà báo Ba Lan, chuyên nghiên cứu về các máy bay chiến đấu và vũ khí quân sự của Nga cho biết phân tích của nhóm trùng khớp với nghiên cứu của ông ba chữ số đầu tiên luôn là 315, đó là mã số địa điểm sản xuất. Các tên lửa KH-101 được phát triển và được sản xuất bởi công ty Raduga ở Duna gần Moscow. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước khi báo cáo trên được công bố, một phân tích báo cáo quốc phòng của Mỹ khẳng định phân tích của ông Botovsky nhất quán với những thông tin của họ. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Nga đã phóng hàng nghìn vũ khí tầm xa như các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine từ khi xung đột nổ ra. Liệu Nga có cạn kỳ tên lửa hành trình cũ hay không vẫn là một điều chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng quân đội thường sử dụng các loại đạn dược cũ hơn trước bởi chúng chiếm đa số trong kho vũ khí quốc gia. Ngày 23 tháng 11, cùng ngày Nga tiến hành tấn công tên lửa hành trình vào Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định với báo giới rằng nguồn cung các vũ khí dẫn đường chính xác của Nga đã giảm đáng kể. Ông Lloyd Austin cho rằng Moscow sẽ gặp khó khăn hơn để nhanh chóng sản xuất chúng do những lệnh hạn chế mà họ đã phải đối mặt về vi mạch và các nguyên liệu khác. Tuy nhiên, ông Damien Spitters, người dẫn đầu cuộc điều tra của Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí xung đột đánh giá, khó có thể khẳng định Nga có đang cạn kiệt vũ khí hay không. Được biết tên lửa KH101 được phát triển trong những năm 1990, tuy nhiên Nga mới chỉ hoàn thiện loại vũ khí này trong vài năm trở lại đây. Tên lửa có chiều dài 7,54 m, đường kính 0,51 m, trọng lượng phóng của KH101 lên tới 2,3 tấn. Mỗi chiếc TU-95MS có khả năng mang tối đa 6 tên lửa KH101 gắn bên ngoài. Trong khi những chiếc TU 160 lại trang bị chúng trong các ổ quay chứa 6 tên lửa bên trong. Theo nhà sản xuất, độ sai số mục tiêu của KH 101 chỉ vào khoảng 5 đến 10 m. Một thông số tuyệt vời đối với loại tên lửa có tầm bay hàng ngàn km. Điểm đặc biệt là KH 101 được trang bị cả động cơ phản lực cánh quạt đẩy với cánh quạt làm bằng vật liệu phản xạ radar thấp. KH101 có người anh em là KH102 với ngoại hình và các thiết bị hệ thống giống hệt nhau, khác biệt giữa chúng chính là đầu đạn. KH101 mang đầu đạn thường nặng 450 kg với loại thuốc nổ cực mạnh, trong khi KH102 được trang bị đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ lên tới 250 kg. Quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản chỉ có đương lượng nổ là 13 kiloton. Như vậy, sức công phá của KH-102 gấp hơn 19 lần quả bom nguyên tử này. Với sức công phá khủng khiếp như vậy, tên lửa hành trình KH-102 có thể thổi bay cả một thành phố lớn của đối phương. Hiện cả tên lửa KH-101 và KH-102 có vận tốc lên tới Mach 0,9 với một loại tên lửa hành trình bám địa hình thì đây được coi là vận tốc khá cao tên lửa có thể bay cực thấp từ 30 đến 70 mét. Điều này gây khó khăn cho việc đánh chặn. Với tầm bắn từ 4.000 tới 6.000 km, đây được coi là loại tên lửa hành trình xa nhất thế giới hiện nay, vượt qua tất cả các sản phẩm cùng loại trên thế giới. Tên lửa hành trình Tomahawk, phiên bản mới nhất, cũng chỉ có tầm bắn ngang với calibre, tức là khoảng 2.500 km. Như vậy, tầm bắn của KH-101 và KH-102 gấp 2,5 lần. Với tầm bay xa như vậy, máy bay Nga có thể phóng tên lửa KH-101 hoặc 102 từ khoảng cách an toàn mà không phải lo ngại hệ thống phòng không của đối phương. Tuy có nhiều lợi thế, nhưng giá thành lại là điểm yếu của các tên lửa hành trình Nga nói chung. Sản phẩm của Nga thường có giá cao hơn sản phẩm cùng loại của Mỹ. Đồng thời, chúng lại sở hữu một số thành phần điện tử phương Tây. Khi bị đóng nguồn cung chip, Nga nếu không có sự chuẩn bị trước sẽ khó có thể sản xuất loại tên lửa này với số lượng lớn. Hiện đơn giá một quả tên lửa KH-101 lên tới 13 triệu đô la Mỹ. Lầu Năm Góc bất đồng vì đề xuất chuyển UAV tầm xa cho Ukraine. Không quân Mỹ muốn chuyển UAV Reaper đời cũ cho Ukraine nhưng giới lãnh đạo Lầu Năm Góc ngần ngại với đề xuất này, theo các quan chức giấu tên. Bốn quan chức Mỹ giấu tên hôm mùng 10 tháng 12 tiết lộ, không quân nước này hồi tháng 3 đã đề xuất chuyển máy bay không người lái UAV tầm xa MQ-9 Reaper đời cũ cho Ukraine, cho rằng phương án trên sẽ giúp họ loại bỏ những phi cơ cũ kỹ trong biên chế và đáp ứng nhu cầu sở hữu UAV tầm xa của Ukraine. Tuy nhiên, sau nhiều tháng bất đồng và tranh cãi nội bộ, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng vì lo ngại rằng thiết bị trinh sát tiên tiến trên UAV tầm xa có thể gây nguy hiểm cho Mỹ nếu rơi vào tay lực lượng Nga. Quan điểm của lâu Năm Góc khiến nhiều quan chức Ukraine tỏ ra chán nản, dù họ cam kết chỉ sử dụng UAV tầm xa của Mỹ để đối phó với lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine và hứa chia sẻ dữ liệu mục tiêu với Washington trước khi triển khai đòn tấn công. Ngay từ những ngày đầu chiến sự, máy bay MQ-9 Reaper và phiên bản MQ-1C Gray Angel cho lục quân Mỹ luôn nằm trong danh sách đề xuất viện trợ của Ukraine do chúng có thể cung cấp năng lực trinh sát và tiến công uy lực cho Kiev hãng sản xuất General Atomic luôn duy trì liên lạc với giới chức Ukraine suốt nhiều tháng qua nhằm đạt thỏa thuận chuyển giao công nghệ phù hợp với quy định và lo ngại của chính phủ Mỹ. Không quân Mỹ liên tục tìm cách loại biên phi đội Risper đời cũ suốt nhiều năm qua để dành nguồn lực cho những mẫu UAV hiện đại hơn, nhưng các đề xuất của họ đều bị Quốc hội Mỹ bác bỏ. Hồi tháng 3, lực lượng này đã yêu cầu các đơn vị vận hành dòng Reaper tiến hành đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến nếu chuyển giao lại phi cơ này cho Ukraine. Hai nguồn tin nói rằng Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của không quân Mỹ đã tình nguyện cung cấp phi cơ trong biên chế nhưng đề xuất chưa được thông qua bởi hàng loạt các rào cản quan liêu của Lầu năm Góc. Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của không quân Mỹ đang sử dụng khoảng 50 chiếc Reaper được trang bị camera đặc biệt, không có trong phiên bản gốc. Không quân Mỹ không bình luận, trong khi phát ngôn viên Lầu Năm Góc Grass Rider nói rằng chưa có thông tin gì về vấn đề này. Nghị sĩ Ken Clavers, thành viên tiểu ban phân đủ ngân sách Quốc phòng Hạ viện Mỹ xác nhận không quân nước này ủng hộ kế hoạch chuyển máy bay MQ-9 cho Ukraine, nhưng giới lãnh đạo Lầu Năm Góc thể hiện không ủng hộ ý tưởng này. MQ-9 Reaper được sản xuất cho Mỹ và xuất khẩu đến một số quốc gia đồng minh thân cận. Đây là một trong những mẫu UAV vũ trang chủ lực của Mỹ, có khả năng mang khoảng một tấn vũ khí gồm bom dẫn đường bằng laser và các vệ tinh. Tên lửa đối đất AGM-114 Hellfire 2, tên lửa đối không AGM-9 Sidewinder, máy bay có thể hoạt động liên tục 14 giờ với tải trọng vũ khí tối đa. Mỹ từng viện trợ cho Ukraine một số UAV cỡ nhỏ, trong đó có 1.000 chiếc Phoenix Gross thuộc gói hỗ trợ trị giá 400 triệu USD được công bố hồi đầu tháng 11. Tuy nhiên, khác với MQ-9 và MQ-1C, những chiếc Phoenix Gross có kích thước nhỏ hơn và sử dụng được